Trời, cái con này nó vô duyên. Nó đứng ngay cái khung hình thế này. Đúng mấy con điên. Lấy tới tép mà róc lấy cũng không ra nữa. Trời ơi, con lem nó vô duyên không chịu được. Coi nó kìa. Mua về thì mình cho nó chơi. Người ta đang quay cái nó không chơi, mà nó đi tới nó đưa cái đít vô. Nó đưa cái đít vô nó chặn. Nó không chơi, nó ngồi nó không chơi cái gì, nó ngồi nó móc kìa. Nó đưa cái đít thì nó chặn hết luôn, không thấy gì hết. Trời ơi. Đít thì bự. Mà đứng thì có duyên, đứng chắn gió lắm. Quý mướp có khi nào đưa cái đầu vô, vô trong cái lỗ đó xong kẹt luôn không anh? Mà cái bồ cũng hứng khích lên.